Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi mới giới thiệu đến quý vị hai giai đoạn từ năm 1954 cho đến 1975, 30 tháng 4 và một quãng thời gian từ 30 tháng 4, 75 cho đến thập niên 90. Đó là những thời gian mà chúng ta thấy cuộc sống của những người đi và những người lại đều phải thích nghi với cuộc đời đã đổi thay. Khi chúng ta đã ổn định và các con đã thành đạt, cũng lớn khôn, thì chúng ta mới ngồi để nghĩ lại. Để nghĩ lại về những người thân yêu chúng ta còn ở lại. Để nghĩ lại về nỗi quê hương, nhạt nhòa phía bên kia bờ đại dương. Thưa quý vị, như chúng tôi thưa quý vị nãy, bức hình của một người con gái lúc mà chen vào cửa tòa đại sứ là một trong năm người cuối cùng khi tòa đại sứ khóa cửa không cho một người nào vào trong đó nữa để chuẩn bị di tản khỏi Sài Gòn. Người con gái đã 17 tuổi, 40 năm sau, như chúng tôi vẫn thưa quý vị, đã trở thành bà nội, bà ngoại. Và hôm nay cô trở lại đây để gửi đến các quý vị một nhạc phẩm. Một tác phẩm của nữ thi sĩ Hồng Thủy nói về những nỗi nhớ quay quắt của những người lớn tuổi, nhớ về quê xưa, nhớ về quê cha, đất tổ mà khi chúng ta rời bỏ ra đi còn thiếu niên và còn rất trẻ. Thưa quý vị, bài thơ được nhạc sĩ Nguyễn Tuấn phổ thành ca khúc, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Tuyết Lan với nhạc phẩm Mối Đồ Xuân Về của nữ thi sĩ Hồng Thủy và được phổ nhạc bởi Nguyễn Tuấn. Và nữ thi sĩ Hồng Thủy cũng là phu nhân của Hải quân đại tá Bùi Kiều Viên, người đã lái chiếc tàu tới Suy Bích hồi tháng 4 năm 1975. Xin mời quý vị thưởng thức. Mẹ vẫn nói,
nhà thơ, nguyên là một thuyền nhân, khi đến được bến bờ tự do, không bao lâu thì mắc chứng bệnh nan y, bị liệt toàn thân, nhưng với ý chí kiên cường phấn đấu, đã dùng miệng ngậm cây để gõ trên phím computer và đã sáng tác hơn cả ngàn bài thơ với nhiều thể loại. Nổi tiếng nhất là những bài thơ viết cho người tình không bao giờ nên chuyện vợ chồng hoài hương, như là một câu chuyện về tình yêu thần tiên của thế kỷ. Vâng, đó là những điều mà chúng tôi đã không qua. Khi chương trình chúng tôi đã được soạn đầy đủ thì phút chót bác sĩ Vân Dương Triển có liên lạc với chúng tôi, nói anh Đỗ Hữu Tài là một người như vậy và anh đã có lòng viết một bài thơ cho ngày 30 tháng 4. Do vậy chúng tôi đã sửa lại chương trình và mời chị Lan Phượng Ngâm cũng như tay sáo Vũ Phương tới để gửi đến quý vị bài thơ của anh Đỗ Hữu Tài, Lá cờ Việt Nam tự do. Xin mời quý vị thưởng thức qua giọng ngâm của Loan Phượng.
lá cờ vàng bao sọc đỏ quê hương, non sông đó muôn đời không rời bỏ. Nam Trung Bắc cùng giá vàng màu đỏ, ông cha mình gầy dựng bởi máu xương. Lá cờ vàng ba sọc đỏ muôn năm mơ, là nhắc nhở ngoài xăm nên tỉnh giấc, đừng hớn hở chia nhau từng tấc đất. Nước Việt Nam là của dân Việt Nam. Sau những tháng năm dài nơi xứ người, mà sao trong tâm tư vẫn còn mãi những hình ảnh của nơi chốn cũ. Nhiều đêm trở giấc vẫn nghe vẳng đâu đây tiếng sáo vi vu của chiều quê, vẫn tiếng lóc cóc của mỏ trâu về làng, tiếng thổ mộ vào thành phố mỗi đêm về sáng. Lòng vẫn mơ một ngày về, dù ngày đó người em đã không còn nơi xưa nữa, người mẹ hiền hiu dấu đã ra đi bên kia cuộc đời. Cảnh xưa cũ cũng đã đổi thay theo năm tháng, mà sao vẫn nhớ, vẫn mang nỗi ước mong. Nhạc phẩm Đường Xưa Lối Cũ của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được trình bày qua đôi song ca Nam Kenny Vũ và Duy Nguyễn. Kenny Nguyễn và Duy Nguyễn. Trong lòng tôi
Thưa quý vị, một bài thơ rất nổi tiếng của Nguyễn Thị Thanh Dương. Ngày xưa, chúng tôi là lính, hoặc là những người lính năm xưa, được nhạc sĩ bác sĩ Văn Sĩ Trường phổ thành ca khúc. Hôm nay chúng tôi muốn xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Thanh. Trở về sau
Kính thưa quý vị, trong cuộc binh đao của chiến tranh Việt Nam, những người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn mang trong lòng hình ảnh của những người yêu thương nơi hậu phương. Và trong chiến đấu, họ vẫn nhớ về những người yêu thương không bao giờ quên được. Thưa quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu đến một bài hát của một nhạc sĩ được mệnh danh là người viết nhạc cho lính, của nhạc sĩ Trần Thành Thành. Và không chỉ viết cho nhạc cho lính, mà ông còn viết những bài hát cho tình yêu như Chân Trời Tím, như Một Đời Yêu Em. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bài hát rất nổi tiếng của ông, bài hát mang tên Lâu Đài Tình Ái, qua đôi song ca Vân Anh và Trần Dũng. Đôi hồng quang.
lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa mưa bước lên đường chưa đi vào bóng thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình hương nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Ông viết về Trên những sông nước Hậu Giang. Chúng tôi xin thưa quý vị nhạc phẩm mang tên Chiến áo bà ba với một giọng ca trẻ đang lên, Kenny Nguyễn. Xin quý vị chào đón. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xuôi về miền Trung, chúng ta đi trên dọc bờ sông Hương và thấy tà áo tím với chiếc non lá, rồi không bao giờ rời chân nữa. Cũng như người ta thường nói, đến đây thì ở lại đây và sẽ lại với bến nước sông Hương. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm rất nổi tiếng của Dương Đình Hưng với tiếng hát của nữ ca sĩ Yêu Thuận. Huế đến với tôi. Dòng sông mộng có bóng trắng
là những nỗi nhớ không tên, là tháng thoáng qua nhưng làm lòng ta sao cứ mãi lao sao. Có khi nào không nguôi như tiếng hát mãi quyền theo tiếng đàn, mãi mãi là vương vấn không dứt. Tình yêu đó là tiếng hát với cung đàn, là ánh mắt với vòng tay đầm thắm, là nụ hôn dịu ngọt, là lời nói như hát bài yêu thương, là tiếng vơ, tiếng tơ làm vương vấn cuộc đời. Hai tiếng hát của Thái Ninh và Sĩ Tuấn với nhạc phẩm Tiếng Hát Với Cung Đàn của nhạc sĩ Văn Phục. Có còn mong tìm được về nơi chốn cũ.
dù bây giờ đã ngàn dặm chia xa, đã ngút ngàn trong nỗi nhớ, tôi vẫn mong, vẫn mang trong lòng niềm mong ước được có một ngày trở lại. Ngày xưa đó có những người thân yêu, có con sông loang loáng nắng vụt chưa hè của thời ấu thơ, với tiếng gà eo ấp văng vẳng trên sông, vẫn còn đó là những nhộn nhịp của những phố xưa, của những con thuyền bông cuối năm. Tất cả đã là kỷ niệm, biết bao giờ còn tìm lại được trong cuộc đời. Tiếng hát của ca sĩ Trần Dũng với biết bao giờ trở lại của nhạc sĩ Ngô Thụy My. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi? Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười còn tươi nét môi, hay áo màu phai úa rồi. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Hỏi lòng nhớ cơn mưa nào xóa đi thương đau, cho biết là buồn ngày nào còn vương lệ rơi. Nhìn chung dòng sông vẫn vương để nhớ đương lệ mặt buồn. Hey.
niềm tin sắt son. Dù đã hơn 40 năm, nhưng chúng ta vẫn mong chúng ta sẽ có ngày trở về nơi chân cũ. Và ngọn cờ vàng sẽ lúc đó sẽ phấp phới bay cao ngạo nghễ như những điều mong ước của chúng ta. Mời tất cả quý vị cùng toàn thể anh chị em chúng tôi hát bài Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ của Việt Dũng và Nguyễn Khánh.